Rồi, nồi mắm bún mắm rồi cả nhà ơi. Trời ơi đó, ghê chưa. Sớm giờ làm rồi, gần xong rồi đó. Cá rô phi vậy mà. Cá này cái trà đúng không? Dạ. Cá trà, cái này cá mè cái gì? Cái bi cá này cái gì kêu nhiều quá anh bi? Cái gì? Có rau á. Cá rau là cá cái gì? Cá trà bần. Cá trà bần. Cá trà bạc á hả? Nghe chưa cả nhà ơi? Đây. Mặn. Cái này gọi là cái gì? Cái bụng của con cá nha. Ồ, nó là hết sảy chưa? Mặn hả? Kết thúc hành trình rồi. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay con. Vỗ tay. Cảm ơn anh Lê.